Dạ. Má thật thầy. Ủa, anh em vào lại nhá. Lúc nãy mình tính là like cho nó hết rồi, do cuộc điện thoại quá mình cúp thôi, mình làm cho cái cho anh em cái thêm cái ok nữa đi ha. Thì nếu thật sự chúng ta làm nghề như này tốt nhất là chúng ta không nên làm. Đây. Làm nghề như vậy thì tốt nhất là anh em phải nên đi đóng cửa, chúng ta có thể là đi làm thuê. Đó, để chúng ta sau này chúng ta có kinh nghiệm. Chứ làm không ra sao cả thì đôi khi chúng ta mở cửa hàng ra để chúng ta cứ tự hào chúng ta làm ông chủ. Đó. Cứ ra ngoài đường chạy con xe ngông lên, ta đây cũng là chủ. Thì sẽ không bao giờ đạt được những vấn đề cao cả. Đấy. Được chưa? Đấy, chứ con xe hẹp. Thì để cho công nhận 100% để chúng ta tháo ra làm súp bắp, xăng có, lửa có thì phải nổ. Nhưng một người thợ quá kém ở đây, chúng ta là không biết là có kiểm tra nhớt hay không. Đó. Đấy, ông nhớt ở dưới này hầu như còn chưa xả đúng không? Đấy. Đó, mình quay cho anh em ốc nhớt này. Đúng không? Đấy, ốc nhớt. Mọi người đồng tiền không? Bấm số 1 nhá. Này, ốc nhớt này. Đó, ốc nhớt. Cứ xe cứ báo lỗi cái đã, rồi mang đi sửa, đúng thật. Kiểm tra nhớt. Rồi. Quá cái thăm mà mở ra như này là toang rồi. Đó. Xoáy sâu vào, xe đang ở trạng thái dựng trong đứng công bằng luôn. Thì Điền Tuấn gửi gắm cho anh em thợ này, tốt nhất là em đi đóng cửa đi. Em nên đóng cửa hàng là em đi vào đâu em làm thuê khoảng 5-2 năm nữa về nhà em mở tiệm. Đời em nó bớt khổ em ạ. Đấy, chịu khó lên mạng học những cái tài liệu đồ đi. Đấy, nó bị cả miếng góc thì nối lại, không biết thì tới ăn. Mỗi tội cái như thế này xong thì bố nó không nổ được. Được chưa? Rồi, lấy cái tô vít chọt vào luôn. Ngoái. Rồi. Xe này còn nhớt không anh em? Má, xe này không phải là mở đầu luôn, mà mở luôn cả nòng luôn, rút nòng luôn, thay nòng luôn anh em. Rồi. Đây. Đó. Nên chúng ta nãy thấy không? Pẹt pẹt để giết hóa cháy đề. Đó, hoang ra làm đề thay than chán no đề không nổ nữa. Và vừa xong cô em đã gọi điện thoại. Con xe này hẳn mới có 3 ngày nay à. 3 ngày nay. Chỉ vì không biết là người thợ thế nào, không biết là vô tâm tới mức độ. Đề không có lửa, không có đồ vậy mà cứ cố gắng đề. Rồi nhớt cũng chẳng coi. Đấy. Cả miếng góc thì chẳng biết báo lỗi bao nhiêu cả. Thì thay vì thôi, giới hạn của chúng ta chỉ có chừng đó, thì chúng ta cứ làm những xe cỏ Jimway đi. Những cái dòng xe máy đứng này, những cái dòng xe phun nhiên liệu này, thì tốt nhất là khách hàng vào thì tốt nhất thôi, chỉ đi tiệm khác. Nó đỡ sinh ra cái đau đầu ở cuộc đời này. Mang tiếng ta là chủ mất công rồi, khách hàng la rầy. Không biết thì thôi chúng ta đừng có nhận. Nếu biết rồi thì hãng làm. Đừng có để những con xe này mang vào ở trạng thái cứ là mò 50-50, bắt không ra bận. Để rồi phải hằn nha anh em. Rồi con xe này tí lấy nó 150 nhá. Lấy tiền 150 để ngày mai nó không bao giờ gọi là nhờ mình nữa. Bảo cả miếng góc, nối lại cho nó ok, hèn lại. Reset chạy là ECU ok hết. Bảo nó bây giờ mày rút cái đầu nòng ra mày làm lại. Nổ, không nổ tới đây anh làm cho.
tí lấy nó 150, không có kêu ca thế nào hết, bọc lại cho nó cái này. Đây, để im cho nó. Đấy, bảo lỗi cái này. Ông Tuấn ông reset đi xe rồi. Đó. Công việc của mày về nhà xả nhớt, làm đầu nòng. Đấy, nòng này đi đóng thì đóng, không có thì đi mua cái nòng mới. Hàng rẻ tiền thay vào. Xoáy 4 cây số bắp, nhớ đánh dấu lại. Cặp hút, cặp xà. Rồi thay nhớt vào sẽ động, tự động sẽ nổ. Được không anh em? Đó là làm nghề, cái quan điểm chúng ta làm nghề phải vậy. Rồi, giống như kiểu anh em thợ mình đi học FI cũng vậy, học cứ FI xử lý mấy cái lỗi này. Những cái động cơ hết nhớt không biết thì cũng bỏ. Được không? Để trong cái cuộc sống này nó luôn luôn là nó xảy ra vấn đề đấy. Con xe ở đây mình livestream cho anh em trực tiếp. Đấy. Xin phép được giấu tên anh em thợ. Đẩy con xe tới đây. Thì chẳng qua ở cái đất này, chẳng qua các bạn khó quá các bạn mới mang lại tới tôi. Nhưng đôi khi anh em thợ ở khu vực Bình Định này cũng nói thẳng cho luôn. Nói thật luôn. Tới đây lấy 100-200 ngàn đừng có kêu. Đã kêu thì là ngày mai thì đừng bao giờ mang tới. Thế thôi. Đừng có nghĩ rằng tới đây làm một con xe không nổ. Rồi lẹt phẹt nối vài sợi dây này lấy 100-150. Nó to. Thì các bạn tốt nhất đi nơi khác. Này còn hơn cả thay cái bình. Rồi thay bình Đồng Nai. Mới bình mới len keng luôn, tôi thề với mọi người đây là bình mới len keng luôn. Cục đề mở ra làm nhen nhuốc, cứ đề cháy than lại tháo ra làm than thì vứt bỏ. Và một cái tay nghề ở đây thì không có cảm nhận về đôi tay bịt hơi khi mở số bắp ra, mở buji ra. Thì hãy đầu tư một cái đồng hồ khoảng có 600 ngàn thôi. Để chúng ta đo được trong này nó có đủ không. Đấy. Vấn đề ở đây không làm được. Tay cũng không có kinh nghiệm, đồng hồ cũng không có. Nhớt thì cũng chẳng mở ra thăm. Bởi vì những cái cực kỳ đơn giản. Nhưng anh em mình nó luôn luôn nó bị, không biết là nó bị quấn cho anh em vào một cái vòng lao lý gì đó. Một cái vòng khi mà lẩn cẩn, khi mà chúng ta bị hành quá rồi, đầu óc giờ nó chua rồi, nó chẳng khác gì mẹ cái đầu bây giờ mà để nhồi bá đậu ở trong ấy. Đó. Đó, cái đầu ở trong bây giờ nó toàn đậu hũ không. Thì đôi khi nó vả cho anh em và đồng thời chúng ta bị ăn hành. Tơi bời. Mệt khỏi. Đấy thì cái clip hôm nay mình chia sẻ cho anh em ở trạng thái hai cái clip. Chia sẻ cho mọi người làm cái nghề này. Không khó. Và nó cũng chẳng dễ tí nào cả. Khi chúng ta không để ý, không quan tâm tới nó, mà chúng ta cứ ở vận tốc, ở vấn đề khác, thì nó sẽ sai đi khá là nhiều. Thì Tuấn chỉ biết là chúc cho mọi người sức khỏe, bình an trong cuộc sống này. Còn tay nghề này thì làm giết quên tay. Và làm sao để ý vào. Được chưa? Và hai nữa khách hàng cũng vậy. Chia sẻ luôn đi con xe ẹt động cơ này. Mẹ thay chai nhớt hơn 100 ngàn thì cứ sợ tiếc tiền. Bảo không, một chai nhớt em chạy 5-7 ngàn cây cơ anh ạ. 5-7 ngàn cây thì tùy theo chúng ta chạy như thế nào. 5-7 ngàn cây có thể là 1-2 năm mới thay cục bình dầu cũng được. Bởi vì anh em chạy ở cái quãng đường cực ngắn. Để chúng ta nhân lên 1 năm. Vì một ngày chúng ta chạy có khoảng 4-5 cây số. Về nhà chúng ta cất đi thì chúng ta chạy cả 1 năm chúng ta không còn phải thay nhớt. Nhưng ở đây có rất nhiều vị khách hàng và anh em chơi choai. Đi một ngày cả vài chục cây, cả 100 cây. Và nẹt. Đúng không? Thì chúng ta phải đi định kỳ khoảng hơn 1.000-2.000 cây thay. Còn xe mở ra như thế này thôi, đục ngoẹo. Đây. Trời. Thì cái này không còn nhớt nữa rồi. Đấy, cái này của người ta sẽ gọi là bùn. Đó, bùn. Bởi vì nó loảng tẹt, không còn chất nhờn nữa, bôi trơn nữa. Thì đôi tay có thể là bôi trơn. Thì sinh ra cái gì? Mắt,
tay để cảm giác. Đó, nó không còn nữa rồi. Đấy. Thì vào trong này những cái ma sát của cái động cơ thì đương nhiên nó sẽ không làm độ bôi trơn tốt nữa, bởi vì lúc này còn cái gì đâu. Đây. Đấy. Ok. Nó chẳng khác gì anh em mình làm thợ sửa xe chân tay bị chài chai sần, về nhà sờ vào mông đùi ngực vợ mình về nhà cảm thấy rát. Đơn giản như điều đó thôi, đúng không? Đấy, nhiều anh em mình làm thợ mẹ chân tay nó sùi lên cục, móng tay này dầu nhớt dính đầy ở đây. Vậy và về nhà chúng ta cứ móc vợ chúng ta ra thì vợ làm sao mà chịu nổi, anh em hiểu không? Bởi vì nó đau, nó rát. Đấy thì anh em hãy gọi là nâng niu đôi bàn tay Việt để về nhà sờ chị nhà, sờ người yêu. Bởi vì những cái da đó nó khá là mềm và nó nhạy cảm, mọi người hiểu không? Thì chúng ta sờ vào nó sẽ làm cho rát và đau, và người tình của mình nó khó chịu. Thì làm con xe này cũng như vậy quý vị ạ. Thì Đình Tuấn chia sẻ đôi khi nó thô, nó tục, nó bậy, nhưng mà nó chuẩn là 100% ấy. Chuẩn kinh lắm. Đúng không quý vị? Giờ quý vị bây giờ làm tay này, 1, 2, 3, 4 nốt này, nó bị chài, nó bị xây, nó bị xùi. Mọi người về nhà, mọi người cứ này, mọi người đẩy, mọi người quét, mọi người vuốt như thế này, thì vợ nào mà chịu cho nổi, người tình nào chịu cho nổi, đúng không? Rồi nhiều ông làm móng tay về nhà chẳng chịu cọ nữa, nhớt đầy trong này, hai cái này nó tè ra, nó le ra, chúng ta cạ vào, anh em hiểu không? Đâm vào nó đau, những cái này, đó, những cái thịt chết này, lâu ngày anh em phải đi tỉa móng tay, móng chân chút, này, đó, đây, này, đấy, hoặc là chúng ta sẽ đụng vào cái da nó mềm, nó đau lắm, anh em hiểu không? Mới cái đầu này trọt, nó cứng lắm, nó chai mà, đấy, rửa giấy, cắt cho nó nhẹ nhàng, sạch sẽ, rồi lúc đó hạng đi yêu. Được chưa? Rồi cái video đến đây xin xem hết. Đấy. Đám một người thợ không biết làm, tốt nhất đóng cửa tiệm đi học giỏi về làm. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video thứ hai. Thank you mọi người nhá. Đã nó ok hết, reset ok hết rồi đấy. Ok, giá máy Sơn Nam. Giá máy. Thì cái quy luật anh em mình rồi mà, Sơn Nam ơi, làm xe mà có lửa, có phun thì có gì đâu, không giá máy em trai. Mẹ một con xe mà có lửa, có phun, cảm thấy đôi mắt chúng ta nhìn cảm thấy ok, không có cái vấn đề gì mà không bổ máy cả. Được không? Không có vấn đề gì mà bổ máy cả. Bổ máy. Trước khi bổ máy thì chúng ta hãy kiểm tra tầm cam xem nó bị sai không. Nếu xe còn ngon, sai tầm cam thì cắn cam lại. Đấy, những cái xe của những cái dòng xe SI này, cái chốt là phớt nó hay bị gãy, mọi người hiểu không? Đấy. Bởi vì không biết là Yamaha người ta nghiên cứu và người ta sản xuất làm sao một cái bu lăng nó khá là nặng, một cái động cơ khá là lớn, nhưng người ta làm cái chốt là phớt rất nhỏ, đôi khi nó bị gãy đôi và lúc này bu lăng sẽ không còn định tâm nữa. Đấy, không biết mọi người gặp chưa. Ngày xưa ở đây có rất nhiều anh em chạy xe độ, xe đôn, xe độ thì đương nhiên ba cái chốt là phớt nó bị gãy. Thôi mọi người nghỉ trưa đi, em chạy tiệm ship đồ đây. Rồi xin chào mọi người nha.